Các bác ơi, xin giới thiệu đây là cái cây đu đủ rừng nhá. Đây này, đây chính là cái cây đu đủ rừng. Đó. Ở trong y học cổ truyền gọi nó là cái cây thân thảo gai. Đấy. Tại sao gọi nó cây thân thảo gai? Bởi vì toàn cái thân cây này, toàn thân cây của nó toàn có gai không các bác này. Nhá. Toàn có gai không ấy. Đây. Đây là bộ phận lá này. Mặt trên của lá nhá. Đấy. Cái mặt dưới của lá đây, các bác này. Đây. Mặt dưới của lá. Lá của nó có 7 chép nhá, 2 4 6 7. Đấy. Thế nào? 2 4 6 7. Đặc tính của nó là 2 4 6 7. Đấy. Trẻ như bàn tay 7 lá. Đấy. Thì mời các bác hãy cùng tôi để chúng ta đi tìm hiểu khám phá về tác dụng trị bệnh của loài cây thân thảo gai này nhá. Đấy, và cùng tôi nhé, cùng tôi để chúng ta hành trình theo khe suối cũng như là lên rừng này để chúng ta đi tìm. Tôi đang mời chào tất cả các bác nhá. Đây là lên rừng để đi tìm cây thuốc đấy các bác. Món này là nó hiếm, nó không sẵn đâu. Nó là cái phùng các bác như thế này. Cái phùng tôi này. Đây. Đây, cây này nữa này. Đấy. Đi tìm đi, nó hồi quay lại đây. Lấy. Cái này to, cao nhé, cao quá đầu. Đấy. Dùng thân thảo gai đấy. Có cả cây nhỏ đấy các bác nhá. Đây. Cái loại cây nhỏ này thì có thể nó mọc từ cái rễ nó ra này. Đây nhá. Đây, nó lên trồi từ cái mầm rễ này này. Đấy, chúng ta muốn nhân giống các bác nhá. Nhân giống thì cắt lên đây. Đấy. Đào về trồng nhân giống này, bảo tồn cây dược liệu quý nhá. Cái này nó dễ sống đâu mà. Đấy. Cần như này thôi, như này về trồng là sống rồi đấy nhá. Như này đem về trồng là sống, nó mọc từ chồi cái rễ nó lên này đó nhá. Đấy. Trong y học cổ truyền nó gọi nó bằng cây thông thảo gai các bác nhé, cây thông thảo gai. Đấy, thì các tiếng địa phương thì gọi nó bằng cây đu đủ rừng. Đấy, cây đu đủ rừng. Đấy, thì tại sao gọi nó là cây thông thảo gai các bác? Bởi vì toàn bộ phận cái thân cây của nó nhé. Đó, các bác quan sát nhìn rõ cho tôi, đó là nó có gai. Thì cái tiếng địa phương của bà con đồng bào dân tộc miền núi thì gọi nó bằng cái cây đu đủ gai.
Mời tất cả các bác hãy cùng quan sát cùng tôi nhé, để tìm hiểu về tác dụng trị bệnh của loài cây đu đủ gai này nhé. Đấy, các bác cứ quan sát nhìn rõ. Đấy. Thì khu vực phân bố loài cây đu đủ gai này nó có mọc hoang nhé, mọc hoang ở các bờ khe suối. Đấy, không biết là ở vùng các bác như thế nào, nhưng ở ngay vùng tôi là có. Đấy, nó cứ hay mọc theo phần sườn đồi cũng như là khe suối các bác nhé. Đấy, khu vực mọc hoang nó ở gần vùng đồi và khe suối. Đấy, thì mời các bác hãy quan sát cách nhìn nhận phân biệt về loài cây đu đủ gai này. Đấy, đây là cái bộ phận thân gốc rễ nhá. Đây thì nó có gai, các bác quan sát nhìn rõ cho tôi, có gai này. Đấy, cứ mỗi một đốt như thế này nó gọi là cái cuống lá. Đây, nó gọi là cái cuống lá nhá. Để cho các bác xem cái cây nhỏ đây. Đây, các bác nhìn rõ cho tôi, đây này, nó rụng cái lá, nó trở thành một cái đốt mắt các bác nhé. Rụng cái lá trở thành đốt mắt đây nhá. Đấy, tất cả xung quanh bộ phận cây đều có gai. Đấy, đều có gai. Đấy, xong lên này, nó lên lút như thế này. Đấy, không có cành các bác nhé. Đấy, có mỗi một thân cây lên, xong nó trở thành lá. Nghe nào. Đấy, các bác để tôi kéo xuống, kéo xuống cho các bác xem. Đây, các bác nhìn rõ chưa nào. Đây là tôi giật một lá cho các bác xem. Đây, đây là cái lá của cây thông thảo gai, còn gọi là cây đu đủ rừng các bác nhé. Đây là cái mặt trên của lá, các bác quan sát nhìn rõ cho tôi. Đấy, nó cũng như bàn tay, 2, 4, 6, 7. Đấy nhé, đây là cái mặt trên có màu xanh lơ, có đường gân nổi rất rõ rệt, rất rõ rệt nhé. 2 mép có răng cưa. Đấy, các bác nhìn rõ 2 mép có răng cưa nhá. Đây là cái bộ phận mặt dưới của lá. Đấy, đường gân nổi rất rõ rệt, thấy chưa. Đây là cái cuống lá nhé. Đây, cuống lá có màu lớp phủ lông nâu nhé. Đây, phủ lông nâu. Đấy, đây là cách nhìn nhận phân biệt về loài cây đu đủ rừng, cũng như gọi là cây thông thảo đất. Còn về tác dụng trị bệnh thì mời các bác hãy cùng tôi, đấy, để chúng ta cùng tìm hiểu nhé và khám phá về cái loại cây đu đủ rừng này. Nó có vị hơi đắng các bác ạ. Đấy, nó có tác dụng như vậy là cường tráng gân cốt các bác nhé, cường tráng gân cốt. Đấy, trị bệnh đái dắt, tiểu không thông, phù thủng. Đấy, và có tác dụng, một trong những vị thuốc là trị về chứng bệnh xương khớp phong tê thấp các bạn. Đấy, mà nó có tác dụng nữa là làm mát trong người. Những cái người bị nóng trong người đấy, có tác dụng là trị cái chứng nóng trong người, có tác dụng làm mát phổi các bác nhé. Đấy, những cái người mà bị bệnh phổi đấy. Đấy, bệnh phổi chúng ta cũng có thể dùng cái cây này đấy, để làm thuốc mát phổi nhé. Đấy, thì cũng mong rằng qua cái chương trình video này, mong tất cả cũng như là các ông, các bà, đấy, các bác, các cô, các dì, các chú ở trong hội thuốc của chúng ta, đấy, mỗi người chúng ta nên nhé là góp ý và xây dựng, đấy, để bảo tồn cái ngành nam dược nói riêng, và góp nền xây dựng đấy cho nền y dược nói chung. Đấy, qua cái chương trình này thì tôi cũng xin hứa với tất cả các bác, tôi sẽ biết đến đâu tôi sẽ chia sẻ đến đấy, và tôi sẽ giới thiệu đến đấy. Còn tất cả các bác của chúng ta còn biết về dược tính trị bệnh gì thêm nữa về cái loài cây đu đủ rừng này nhé, đấy, thì các bác cũng cứ hãy để lại lời bình ở trên kênh Thôn Ao Người Mường
cũng như là kết bạn và Zalo nhé, qua số điện thoại tôi để trên kênh đấy. Đấy là tôi có dùng Zalo các bác nhé. Đấy, để xây dựng mỗi người chung tay góp sức để chúng ta bảo tồn đấy những cây dược liệu quý của nước nhà cũng như là của nước Việt Nam chúng ta, một ngày càng phát triển rất chi là tốt đẹp vươn xa ở trong nước các bạn. Đấy, tất cả đừng nhé, đừng để cho là như ở bên Trung Quốc ấy. Họ vẫn hay nói cho Việt Nam của chúng ta một câu rằng là Việt Nam chết đạp dẫm lên cây thuốc mà không biết. Đấy, một điều rất là rất là buồn tủi các bạn. Đấy, bởi vậy tôi cố gắng phát huy cũng như là đi tìm kiếm các vị cây thuốc. Đấy, và để bảo tồn. Đấy. Những bác nào nhé, ở trong hội thuốc của chúng ta. Đấy, mà muốn trồng bảo tồn những cây dược liệu quý. Đây, tôi cũng để lên đây để tôi quay cho các bác luôn. Đây này, đấy. Thì như thế này thôi. Nhớ đem về là chúng ta trồng được rồi. Đó, các bác nhé. Đấy. Muốn bảo tồn, muốn nhân giống những cây dược liệu quý thì cũng hãy xin liên hệ nhé. Tới nhà thuốc của chúng tôi. Đó, để được gửi đến nơi luôn. Đấy, cứ điện qua cái số điện thoại ở trên kênh ấy, hoặc kết bạn Zalo các bác nhé. Đấy. Thế này là hôm nay đi rừng tìm kiếm này lại gặp được cái khu này nó có. Không, bình thường là nó hiếm lắm không ạ? Nó cũng không sẵn đâu. Về cái cây đu đủ rừng không sẵn đâu. Đấy. Vâng, có lẽ đến đây thì cái thời lượng video nó cũng có hạn rồi. Không để mất nhiều thời gian của các bác nữa. Đến đây, tôi cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Vâng, xin chào tất cả mọi người.